các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nghề đi dạy, nghề làm giáo viên cấp, nghề làm giáo viên cấp 2, cấp 3, thậm chí là cấp 1 đối với những người ngoài Mỹ. Thôi mình nói chuyện người Việt Nam đi, học về education bên này. Thì trước tiên mình nói sơ qua cái yêu cầu của cái việc đi làm giáo viên ở các trường, ở các tiểu bang. Thì mỗi tiểu bang á, nó có yêu cầu khác nhau, tức là thậm chí đối với cả người Mỹ. Thì mình ở lấy bằng ở Alabama chưa chắc là đi dạy được ở những tiểu bang khác, bởi vì người ta cần cái chứng chỉ giảng dạy. Mỗi tiểu bang có một cái chứng chỉ giảng dạy riêng, thì nó có một số bang nó công nhận lẫn nhau, có một số bang này nó không công nhận. Cho nên là thậm chí đối với người Mỹ đi qua bang khác thì phải thi lại cái chứng chỉ đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn biết là vợ mình nói rất nhiều lần trên Facebook về cái tình trạng mà ở Mỹ nó thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên những cái ngành như toán, lý và những cái science, và những cái về những education đặc biệt. Thì đặc biệt là mình quan tâm đến giáo viên toán nha, lý thì cơ bản nó cũng giống nhau. Học trò của mình á, học trò người Mỹ á, nó rất nhiều đứa nó đang học năm cuối và có phỏng vấn xin job đàng hoàng, và thậm chí là có job luôn trước khi có cái chứng chỉ giảng dạy. Thì bởi vì cái lực lượng giáo viên toán nó quá là ít, người ta nghĩ nhiều, các bạn biết không, lương đối với những người giáo viên toán thì nó không cao, và đấy là cái tình trạng chung của Mỹ, nó không cao, và vì vậy cho nên là người ta bỏ nghề. Thì người ta bỏ nghề thì không có người học. Ví dụ trong về education, thật sự về math education ở khoa mình, nó có mỗi năm tuyển được chỉ có vài sinh viên thôi, và gần như là đứa nào chưa tốt nghiệp là đã có người đến nhận rồi. Và năm nào cũng vậy, mình cũng dạy những cái bạn đó, và thường thì các bạn nói chung là có được, mình cũng thấy bạn đã học ở đây ở Troy, xong đó lấy chồng chuyển qua Texas, và bạn đó vào được dạy luôn mà không cần certification. Thì một số trường nó rất nhiều nơi nó thấp, nó thiếu, cho nên là nó chấp nhận giảng viên, chấp nhận nhận người vào làm cho nợ cái certification. Cái certificate thì đại khái như vậy, các bạn thấy là hình dung là nó đang rất là thiếu. Vì vậy cho nên là đối với những người mà khi mà như hôm nay mình có nói chuyện với một cô bé, cô đang học education ở trường này, ở trường mình, thì cô ấy học là học dạy cấp 1, cấp 2, dạy cấp 1, cấp 2, lớp 3 thôi, chứ không phải là K-12 tức là lên nữa thì phải học dạy được cấp cấp trên. Nhưng mà cô lại chọn cái major, cái chuyên ngành này chứ có lớp 1, lớp 2, lớp 3, cho nên là cô không thuộc trong cái ngành STEM. Thì mình mới nói là thôi em hãy nghiên cứu chuyển qua học ngành toán đi, toán thiếu rất là nhiều, và em không cần certificate đôi lúc nó vẫn có thể, và quan trọng hơn nữa là nó sẽ có nhiều cái chỗ nó đồng ý, nếu nó thiếu quá nó có nhiều chỗ nó đồng ý, nó sponsor cái visa H1B cho em, thì mọi thứ rất ổn. Bởi vì sao? Bởi vì trong education, cái mảng education thì H1B nó không có nằm trong cái quota, mà gần như nghiễm nhiên là sẽ được H1B, và nếu ok thì thậm chí người ta còn sponsor cho mình luôn cả thí sinh. Mình có dạo mình post cái video một số nơi cũng bị người ta tuyển giáo viên toán từ Philippines qua dạy, vì người Philippines người tiếng Anh khá tốt. Đối với người Việt thì rất ít giáo viên có tiếng Anh đủ trình độ để có thể dạy bằng tiếng Anh, cho nên là nó kẹt là không có tuyển được. Chứ còn đối với Philippines là tiếng Anh tụi nó như ngôn ngữ mẹ đẻ rồi, cho nên chuyện nó qua Mỹ nó dạy là rất là bình thường. Đấy là cái cơ hội mình cho rằng rất là lớn đối với những giáo viên Việt, mà những người đặc biệt là quan tâm đến việc đi giảng dạy ở Mỹ. Cho nên đó, cái việc học education ở Mỹ á, nó sẽ cho mình một cái cơ hội nhất định nha các bạn. Và cái thứ hai nữa, đấy là một cái con đường thứ nhất, là học education ở Mỹ, sau đó là chọn một số cái môn mà nó thiếu giáo viên. Thì bây giờ có dạo mình nghĩ đến cái chuyện là thử hỗ trợ các bạn giáo viên ở Việt Nam xin việc ở Mỹ đi dạy. Mình cơ bản cũng là sẽ là giáo viên toán thôi. Thì làm sao để vượt qua được cái vấn đề về tiếng Anh? Mình nghĩ ra cái cách như thế này.
đi học, các bạn đấy làm hồ sơ đi học education, học master in education. Và master in education bên Mỹ này thì nó có một số cái, ví dụ như là giảng dạy toán, giảng dạy vật lý, giảng dạy hóa thì. Nhưng mà khi mình học được chương trình master đó thì nghiễm nhiên là cái việc, cái khả năng xin việc nó rất là cao. Học master bên này thông thường nó chỉ khoảng tầm 1 năm đến 5 rưỡi. Nếu như cần thực tập thì nó có thể cho thực tập trong một học kỳ. Thì cái chuyện đi học ở đây nó rất là ok, nó rất là tốt. Và vừa rồi mình có hỗ trợ một bạn giáo viên ở Việt Nam. Bạn đấy đi dạy ở Việt Nam 15 năm trời rồi. Và rất muốn qua Mỹ đi dạy. Thì mình nói ok, em đi học đi, master đi. Nhưng mà bạn này không đủ trình độ tiếng Anh. Mình bạn ấy đăng ký học chương trình tiếng Anh ở một cái trường đại học bên này. Sau đó là có ghi trong đó luôn, trong cái giấy tờ là sau mình học tiếng Anh xong rồi mình sẽ đăng ký lên chương trình học master về giảng dạy vật lý. Thì bạn ấy xin được visa, mọi thứ ok, bây giờ đang học tiếng Anh đây. Và bắt đầu là mình hỗ trợ tiếp con đường xin việc. Mọi thứ là bắt đầu là học hết tất cả các kênh, các cái mối quan hệ ở trong trường, mần mò từng cái bộ phận một, hỏi họ tất cả các điều kiện nào để mình có thể xin việc. Nhưng mà có một cái điều mình tin, cái điều đó là mình cũng dự đoán trước rồi, tức là rất khó đi xin việc khi mà đang học tiếng Anh. Nhưng mà nếu như đang học chương trình master thì việc xin việc nó rất là dễ, bởi vì người ta có thể hoàn toàn cho một cái job, sau đó là chờ lấy xong cái bằng master, sau đó đi dạy. Và hiển nhiên khi mà có cái bằng master trong giảng dạy ở Mỹ rồi thì cái việc xin việc nó vô cùng đơn giản và nó vô cùng dễ dàng để cho người ta hỗ trợ cái thẻ xanh, hỗ trợ cái visa. Bởi vì ví dụ như người ta muốn làm cho mình một cái, muốn tạo cho mình một cái case là với cái nghề đó, với cái vị trí đó là không tìm được cái người Mỹ phù hợp, không tìm được, thì chính vì vậy cho nên là mới có thể hỗ trợ cho giấy tờ cho bạn này, cho bạn người Việt này hay là người nước ngoài để đến giảng dạy và làm H1B hay là thẻ xanh gì đó. Thì như vậy á, đó là con đường mà mình cho rằng là nó thích hợp với rất nhiều người. Qua đây học tiếng Anh, làm chương trình master, sau đó dựa trên cái thời gian đó xin việc đó. Và các bạn nhớ là một số môn, ví dụ như là toán, vật lý này nọ là nó là science, nó thuộc STEM, cho nên là việc làm OPT rất là dễ, thậm chí làm được cả 3 năm bên này luôn. Cho nên cơ hội là cơ hội mà mình nghĩ rằng cần phải tận dụng đó, nếu như những bạn nào thực sự muốn qua Mỹ nhé. Nếu bạn nào thực sự quan tâm đến cái này thì hãy liên lạc với mình để được tư vấn cụ thể ha các bạn. Bye bye.